Chào mừng các bạn đã đến với kênh 6879 TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Huấn luyện viên Trusi nói gì sau chiến thắng nhọc nhằn 2, không trước tuyển Philippines. Kênh YouTube 6879 TV xin chào các bạn. Tối qua, ngày 16 tháng 11 đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng nhọc nhằn 2, không trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Philippines trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên của vòng loại, đã góp phần giúp giải tỏa áp lực nặng nề cho toàn đội. Chiến thắng trên sân khách trước đội tuyển Philippines là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chiến thắng là quan trọng, làm tiền đề động lực để chờ đón đội bóng mạnh hơn là Iraq trên sân Mỹ Đình ngày 21 tháng 11. Họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Trusi có những chia sẻ thật lòng về trận đấu tối qua với Philippines. Mời các bạn xem video để rõ hơn nhé! Một huấn luyện viên Trucy nói gì sau trận thắng 2, không trước Philippines. Tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Trucy thể hiện sự hài lòng với nỗ lực của các học trò khi đội tuyển Việt Nam khởi đầu vòng loại World Cup 2026 bằng chiến thắng 2, không trước đội tuyển Philippines. Tuy nhiên, Nhà cầm quân người Pháp thừa nhận toàn đội đã có trận đấu không dễ dàng trên sân Rio Memorial. Huấn luyện viên Trucy cho biết, tôi trân trọng thắng lợi hôm nay đây là một trận đấu không dễ dàng cho toàn đội xét số lượng cơ hội cả trận chúng tôi có thể định đoạt kết quả trận đấu sớm hơn bằng việc ghi bàn thứ hai nhưng chúng tôi đã phải nhận nhiều sức ép đã có sai số hàng thủ và để cho đối phương có cơ hội ghi bàn nhìn chung tôi hài lòng với quyết tâm của các cầu thủ kỷ luật và tuân thủ chiến thuật đấu pháp trước trận của chúng tôi là kiểm soát bóng tận dụng khoảng trống và đưa ra quyết định hợp lý đây là chiến thắng quan trọng sau một quá trình chuẩn bị dài Việc trải qua sức ép như trận hôm nay thì mới thấy ý nghĩa của việc tập luyện sao cho đúng. Trong trận đấu này, tuyển Việt Nam nhập cuộc lép vế nhưng vượt lên dẫn trước ở phút 16 nhờ công của Văn Toàn. Sau đó, tuyển Việt Nam chơi tốt hơn nhưng lại tỏ ra kém duyên trong khâu khi bàn. Tới cuối trận, tuyển Philippines vùng lên mạnh mẽ khiến khung thành của thủ môn Văn Lâm liên tiếp trao đảo. Hàng hậu vệ của Việt Nam phải làm việc khá vất vả, để ngăn cản những đợt phản công dữ dội của Philippines. Dẫu vậy, đội tuyển Việt Nam đã giữ sạch lưới và ấn định thắng lợi hai không sau cú dứt điểm quyết đoán của tiền vệ trẻ Đình Bắc ở phút 94. Huấn luyện viên Philip Trusi phân tích, xét số lượng cơ hội trong cả trận, tuyển Việt Nam có thể kết liễu đối thủ sớm hơn bằng bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, chúng tôi không thực hiện được điều đó. Thế rồi theo diễn biến trận đấu, hàng thủ phải chịu nhiều sức ép và xuất hiện sai số để cho tuyển Philippines có cơ hội ghi bàn. Ở trận đấu này, có một vài thời điểm hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam thể hiện sự thiếu chắc chắn và chỉ có may mắn thủ thành Đặng Văn Lâm mới không bị thủng lưới. Dù có được 3 điểm nhưng đội tuyển Việt Nam cũng phải trả giá đắt khi có tới 3 cầu thủ phải nhận thẻ vàng là Vũ Văn Thanh, Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. Tuy nhiên, chúng tôi ít nhiều đã may mắn bởi nếu đội tuyển Philippines gỡ hòa thì không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Phải đến khi tiền vệ định Bắc ghi bàn ở cuối trận thì áp lực mới được giải tỏa. Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khi có chiến thắng 2, không ngay trên sân nhà của đội tuyển Philippines. Tiền đạo Văn Toàn và Đình Bắc đã thay nhau ghi bàn để mang chiến thắng đầu tay về cho Việt Nam. Đáng chú ý, đây cũng là chiến thắng trong trận đấu chính thức đầu tiên của tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Trusi. Kết quả này giúp Việt Nam tạm xếp nhì bảng F khi cùng có 3 điểm như Iraq, nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Cũng trong tối qua ở loạt trận ra quân, đội tuyển Iraq đã thắng đậm Indonesia với tỷ số 5-1. Theo huấn luyện viên Philip Trusi, chiến thắng hai không trước đội tuyển Philippines là thành quả sau những nỗ lực tập luyện và đội tuyển Việt Nam sẽ được củng cố tinh thần khi trở về sân nhà Mỹ Đình gặp đối thủ nặng ký hơn là đội tuyển Iraq vào ngày 21 tháng 11. 2. Huấn luyện viên Chu Si nói gì về khoảnh khắc ăn mừng của Đình Bắc? Việt Nam dẫn trước một, không từ ngay phút 16, tuy nhiên nhiều cơ hội ngon ăn bị các chân sút bỏ lỡ và cuối trận tuyển Việt Nam phải chịu sức ép dữ dội của Philippines khi cần phải ghi bàn cách biệt và phải bảo toàn tỷ số chỉ đến khi đến phút 94 đình Bắc ghi bàn thắng thứ hai nâng tỷ số lên 2, không thì áp lực đó mới được cởi bỏ. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Philip Trusi cũng đã chia sẻ về hình ảnh xúc động khi đình Bắc chạy thẳng về phía ông để ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2, không? Tôi rất xúc động về khoảnh khắc này, không biết phải lý giải thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi đã mất nhiều sức lực để có chiến thắng này. Tôi tạo ra nhiều áp lực cho cầu thủ mỗi khi tập luyện các cầu thủ nỗ lực thể hiện quyết tâm mọi thời điểm đình bắt chạy lại phía tôi để ăn mừng bàn thắng tôi tin đó là hành động thể hiện sự công nhận của cậu ấy cho tôi và cầu thủ khác nữa những gì chúng tôi đang hướng tới đều cần cảm xúc ông philip trusi nói chúng tôi cần nó để quyết tâm hơn trong mục tiêu trước mắt tôi luôn trực diện nhất có thể từ phía ngoài nhiều người không hiểu không biết toàn cảnh những gì tôi chia sẻ với cầu thủ Đình Bắc ghi bàn trong trận chính thức đầu tiên. Đó là cầu thủ tiềm năng, có thành tích tự hào này, tôi tin sẽ giúp cậu ấy trưởng thành hơn trong tương lai. Trong khi đó, Văn Toàn, người ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu chia sẻ, trận đầu ra quân, đá sân cỏ nhân tạo khó khăn nhưng toàn đội đã thi đấu tốt. Cá nhân tôi có bàn thắng nên rất tự hào và vui. Trong 8 tháng qua, chúng tôi đã thi đấu với triết lý của huấn luyện viên mới, tôi cố gắng để theo được triết lý ấy. Đây không phải thành quả lớn lao nhưng là kết quả đầu tiên trong quá trình này. Trận sắp tới gặp Iraq, đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà và sẽ quyết tâm cố gắng giành điểm. 3. Bình luận viên Quang Huy nói gì về chiến thắng của tuyển Việt Nam? Đánh giá về trận đấu, bình luận viên Quang Huy cho biết, trong hiệp 1, chúng ta nhập cuộc khó khăn vì đá trên mặt cỏ nhân tạo ngay trong trận đầu tiên. Tuy nhiên dần dần thì tuyển Việt Nam giữ được cự ly đội hình, nhịp chơi cũng bảo đảm Lối chơi của Philippines không có gì đặc sắc và lực lượng của đội bóng này không ổn định, thiếu định hướng. Gặp đối thủ như vậy thì các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn tự tin. Chúng ta cũng có những cầu thủ đẳng cấp hơn và điều gì đến cũng phải đến là bàn thắng mở tỷ số của Văn Toàn, nhưng cũng phải nói thêm là trước khi tuyển Việt Nam có bàn thì chúng ta cũng thoát thua. Đội bạn tạo ra những cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Văn Lâm, nhưng rất tiếc không chuyển thành bàn thắng huấn luyện viên trusi đã khiến tất cả chúng ta phải bất ngờ khi sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trên sân trong khi ông xếp hùng dũng hoàng đức quế ngọc hải phải ngồi dự bị ngoài việc dùng những gương mặt mới chiến lược gia người pháp còn tạo ra sự cân bằng ở các vị trí và lối chơi trong lối chơi của tuyển việt nam tôi thấy những pha bóng của phan tuấn tài ở cánh trái là rất quan trọng ở cánh phải vì thế cần có sự cân bằng hơn nên huấn luyện viên trusi có những điều chỉnh trong hiệp 2. Đáng chú ý là sử dụng cầu thủ trẻ Hồ Văn Cường. Chúng ta phải ghi nhận sự kiên định của huấn luyện viên Philip Trusi. Chiến lược gia này rất trung thành với cách xây dựng lối chơi của mình, bình luận viên Quang Huy đánh giá. Về cách sử dụng con người của huấn luyện viên Trusi, bình luận viên Quang Huy đưa ra những chia sẻ thú vị. Trong hiệp 2, Philippines có những cơ hội thực sự nguy hiểm nhưng họ không ghi được bàn thắng, tuyển Việt Nam đá với triết lý mới nên có độ mở, tạo ra khoảng trống Ai cũng nghĩ khi văn toàn bị đau và khi trận đấu còn ít phút sẽ kết thúc, huấn luyện viên Trucy sẽ thay một tiền vệ vào sân nhằm hỗ trợ cho hàng phòng ngự tốt hơn, nhưng ông lại chọn tiền đạo đình Bắc. Chính cầu thủ này sau đó đã ghi bàn kết liễu Philippines, ấn định chiến thắng 2, không cho tuyển Việt Nam. Thời điểm trên sân ở những phút cuối có tới 6 cầu thủ trẻ. Đó là một con số chúng ta không thể hình dung được. Huấn luyện viên Trucy vẫn kiên định với cách làm hướng tới tương lai, để cho các cầu thủ quen với phong cách của mình. Đây là một quan điểm đúng, bình luận viên Quang Huy chốt lại. Ngay sau khi trận đấu với Philippines khép lại, thầy trò huấn luyện viên Trusi đã hành quân trở lại Hà Nội ngay trong đêm. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Iraq hạng 68 trên sân Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11 tới. Đây được dự báo là trận đấu rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Iraq đã khởi đầu vòng loại thứ hai World Cup 2026 hoàn hảo với chiến thắng 5-1 trước Indonesia. Ở bốn lần chạm trán gần đây giữa hai đội, Iraq cũng đang chiếm ưu thế với thành tích bất bại, trong đó có đến 3 chiến thắng. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, like, chia sẻ bình luận để nhận được những video mới nhất, hay nhất trên kênh 6879 TV nhé. Xin cảm ơn.